Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Tiếp theo những series các trận đấu của Quang Liêm với các cầu thủ trong nước, chúng ta đã được chứng kiến Quang Liêm đè bẹp cao thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn, kỳ thủ từng 5 lần vô địch quốc gia Trần Tuấn Minh hay là kiện tướng Nguyễn Hoài Nam. Thế nhưng Việt Nam vẫn còn có nhiều cao thủ khác, và để Quang Liêm bảo vệ ngôi vị số 1 Việt Nam thì thật không thể đơn giản. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu của Quang Liêm với một cao thủ khác ở trong nước, đó là đại kiện tướng quốc tế Từ Hoàng Thông. Trận đấu diễn ra tại vòng 6 giải vô địch cờ vua châu Á năm 2010. Đây là trận đấu cờ tiêu chuẩn, mỗi bên có 90 phút tích lũy 30 giây cho mỗi nước đi. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn một nút đăng ký và nhấp mình cái chuông để nhận thông báo xem những tuyệt chiêu cờ vua hay nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Đối đầu với đại kiện tướng thứ 3 của Việt Nam, Quang Liêm tung tuyệt chiêu D4 để khởi đầu ván cờ, quyết tâm đánh bại cao thủ đàn anh. Hoàng Thông nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt F5, sử dụng phòng thủ Hà Lan để chống lại. Những ai đã từng đụng độ với Từ Hoàng Thông đều biết rằng khai cuộc Hà Lan chính là tuyệt kỹ thành danh của anh. Trắng đẩy tốt G3, đúc lô cốt cho tượng lên G2, kiểm soát đường chéo chiến lược H1 A8. Đen nhảy mã F6, đưa quân xuất trận kiểm soát trung tâm. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2, chĩa về phía cánh hậu. Đen lên tốt G6, với đồ sẽ bố trí tượng ở G7 để kiểm soát đường chéo lớn còn lại của bàn cờ. Và với nước đi này thì Từ Hoàng Thông chính thức xác nhận sử dụng hệ thống Leningrad trong phòng thủ Hà Lan để quyết chiến với đàn em. Trắng nhảy mã lên F3, đen di chuyển tượng lên G7, chĩa hỏa lực về phía trung tâm. Sau khi đã đưa các quân nhẹ cánh vua xuất trận, trắng mau chóng nhập thành đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen cũng nhập thành, sẵn sàng nghênh chiến. Quả nhiên là vua vừa mới yên vị, trắng đã hùng hổ dâng tốt C4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt C6, thiết lập thế trận phòng ngự. Trắng triển khai mã lên C3, đưa quân xuất trận thật nhanh. Đen tung mã về E4, chiếm đóng trung tâm để làm bàn đạp cho các cuộc tấn công ở bên cánh hậu. Trắng lên hậu C2, hợp sức cùng mã uy hiếp mã trung tâm của đối thủ. Không muốn lằng nhằng, đen liền đổi luôn mã vào C3. Trắng ăn tốt lên C3, đen đẩy tốt D6. Trắng mạnh mẽ dâng tốt E4, đánh chiếm trung tâm. Đen nhảy mã A6, tạm thời phát triển quân mã ra biên rồi sẽ tìm đường quay về phía trung tâm sau. Trắng qua C1, tập trung quân nặng trên các cột ở trung tâm. Theo chúng tôi thì ở đây, đen có thể đẩy tốt E5, mở cuộc phản kích vào trung tâm ngay. Xong đen lại lùi mã về C7. Trắng cọ E2, chồng thêm quân nặng để chuẩn bị mở cột E để tấn công tốt E7. Thế vậy, đen chủ động ăn tốt sang E4 khai chiến. Trắng ăn hậu lên E4. Đen phi tượng lên E6, tấn công tốt C4, đồng thời dùng tượng làm lá chắn để che chắn cho quân tốt ở phía sau. Trắng lắc hậu qua H4 rình rập, đe dọa sẽ nhảy mã G5, làm bàn đạp để tấn công tượng E6 và chiếu hết ở H7. Đen lập tức ăn tượng vào C4, tránh khỏi tầm ngắm của trắng. Trắng ăn xe vào E7, đưa quân nặng xâm nhập hàng ngang số 7. Nếu mà để xe trắng cắm rễ ở hàng 7 lâu thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng cũng không thể đưa tượng lên F6 để tấn công đôi hậu và xe vì sẽ bị trắng ăn hậu H7, chiếu hết ngay. Đen cấp tốc qua xe A8, tìm cách đổi quân để hóa giải thế công. Trắng phi tượng lên G5, tăng thêm quân bảo vệ xe, chuẩn bị tung ra đòn chiếu mở. Không chần chừ, đen liền ăn lên xe lên E7. Trắng ăn tượng vào E7, tấn công hậu. Đen chạy hậu lên D7, tránh đòn. Trắng huy động xe qua E1, tiếp tục tăng cường sức ép trên cột mở E. Theo chúng tôi thì ở đây, đen nên đưa xe qua E8 để uy hiếp tượng và tranh giành cột mở E với xe trắng. Trắng phi tượng lên H3 tấn công hậu thì đen sẽ kéo tượng lùi về E6, đối chọi với quân tượng trắng. Trắng nhảy mã G5 tấn công tượng và uy hiếp tử huyệt H7 thì đen sẽ đẩy tôn H6 đuổi mã. Trắng ăn mã vào E6 thì đen sẽ ăn xe lên E7 rằng bắt mã. Trắng quạo E4 bảo vệ thì đen sẽ lùi hậu về E8, củng cố thế trận và gia tăng áp lực tấn công trên cột E và thế cờ sẽ diễn biến cân bằng. Còn nếu mà khi đen đẩy tốt H6 đuổi mã mà trắng ăn xe lên H6
thì đen sẽ ăn tốt lên G5 bắt hậu. Trắng lùi xe về E2, tấn công ngược lại quân hậu đen thì đen sẽ ăn hậu sang E7. Trắng ăn xe vào E7 thì đen sẽ ăn tốt sang H4. Trắng ăn xe vào C7 thì đen sẽ đẩy tốt C5, đột phá trung tâm. Trắng ăn tốt lên C5 thì đen sẽ ăn tốt lên C5. Trắng ăn xe về C5 và thế cờ cũng sẽ diễn biến cân bằng. Trắng tuy hơn một tốt, song trong cờ tàn tượng khác màu này thì không thể hiện được gì nhiều. Trở lại với diễn biến ván cờ, đen lại có vẻ e ngại nên đã đẩy tốt H6, bảo vệ ô G5 để phòng cho mã trắng xâm nhập. Nước đi này lại khiến cho con tốt G6 của đen bị suy yếu, trong khi xe đen vẫn chưa kịp ra nghênh chiến. Trắng nhanh chóng triển khai tượng lên H3 tấn công hậu. Đen lùi tượng với E6 quyết đấu. Trắng ăn tượng vào E6, đen ăn mã lên E6. Trắng quạo G4, tung đòn giằng hợp sức cùng xe để vây bắt mã, đồng thời tấn công trộm quân tốt G6. Trường hợp mà đen lên vua F7, cố gắng bảo vệ cả mã và tốt thì trắng sẽ nhảy mã lên H4, đe dọa sẽ ăn hậu G6 chiếu. Đen lùi mã về F8 phòng thủ thì trắng sẽ qua hậu F4 chiếu. Đen chạy vua về G8 thì trắng sẽ ăn hậu vào D6 và lời một con tốt. Do đó mà đen đã qua sẽ E8, cố gắng đưa chân vào trận thật nhanh. Trắng nhanh chóng ăn hậu vào E6 chiếu, ép đen phải đổi hậu. Cực chẳng đã, đen phải ăn hậu lên E6. Trắng ăn xe vào E6, đen lên vua F7, tấn công xe và vây bắt con tượng. Trắng ăn xe sang D6. Ở đây thì đen có thể ăn xe lên D7 để giữ vững trận địa. Tuy nhiên thì từ hoàng thông quyết không chịu phòng thủ một cách bị động. Đen ăn vua sang E7 bắt xe. Trắng ăn xe vào G6 làm thịt quân tốt, thơm phức. Đen qua vua F7 bắt xe. Biết rằng nếu mà còn chạy xe D6 thì đen sẽ lại qua vua E6 bắt xe và cứ lặp đi lặp lại để cầu hòa. Do đó mà trắng đã chạy xe về G4. Nên lao xe xuống E2 bắt tốt. Trắng đẩy tốt A4, tránh khỏi tầm ngắm của quân xe. Không làm ăn được gì, nên lại vòng xe qua C2 để tấn công con tốt C3. Trắng nhảy mã E5 chiếu. Nên lập tức ăn tượng vào E5, tiêu diệt ngay quân mã nguy hiểm ở trung tâm này. Trắng ăn tốt lên E5, nên ăn xe sang C3. Trắng qua xe B4, tấn công tốt B7. Đen bình tĩnh đẩy tốt B6 phòng thủ. Trắng đẩy tốt F4, tạo thành một chuỗi tốt thông liên kết ở bên cánh vua và mở đường cho vua xông lên. Đen qua xe D3, trắng tiếp tục dâng tốt G4, dàn hàng ngang bộ binh để chuẩn bị tiến sang. Đen đẩy tốt C5 tấn công xe. Trắng chạy xe qua E4. Đen đẩy tốt A6, chuẩn bị dâng tốt B5 và tạo thành một cặp tốt thông xa để phản công lại. Với sự bảo kê của quân xe ở phía sau, trắng hùng hục thúc tốt tiến xuống E6 chiếu. Thấy nguy, đen vội vàng chạy vua sang E6, chặn đường xuống của tốt trắng. Thừa thế xông lên, trắng thúc tốt tràn sang F5, ầm ầm kéo bộ binh tiến vào lãnh thổ của đen. Thấy nguy, đen cấp tốc lùi xe về D8 phòng thủ. Trắng đẩy tốt H4, chuẩn bị tiến thêm quân tốt sang G5. Đen qua F8, nhắm vào quân tốt F5 để cố gắng ngăn chặn. Trắng đẩy tốt G5. Không cần phải đưa vua lên, trắng tiến xe lên E5 để củng cố thế trận, âm thầm chuẩn bị một mưu đồ đen tối. Đen đẩy tốt C5, sử dụng tốt thông để phản công lại ở bên cánh hậu. Trắng thúc tốt tràn sang G5. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn tốt đen. Theo bản năng, nên lao tốt xuống C3. Hy vọng quân tốt này có thể khiến trắng phải quay xe về để ngăn chặn. Khi đó thì đen sẽ có đủ thời gian để thiết lập thế trận phòng ngự, tập kích tốt cánh vua của đối thủ. Thế nhưng là đã quá muộn và trắng lập tức đẩy tốt xuống F6 chiếu. Đen luống cuống chạy vua về E8. Chỉ cho có thế, trắng lạnh lùng lùi xe về E3 bắt tốt. Đến đây thì biết có cố gắng cầm cự thêm thì cũng sẽ ăn thêm một rổ hành. Đại kiện tướng quốc tế Từ Hoàng Thông đành phải dương cờ trắng đầu hàng để tránh khỏi một cái kết sấp mặt. Trường hợp mà đen cố gắng chống cự
thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.